Nước lũ ở miền Trung đang rút dần, nhưng thiệt hại thì vẫn không ngừng tăng lên. Đến thời điểm này, số người chết và mất tích do mưa lũ ở Trung Bộ đã lên tới 62 người. Theo cập nhật mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, số người chết do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung vừa qua đã lên tới 56 người. Trong đó, Quảng Bình 2 người, Quảng Trị 13 người, tăng 1 người trên tàu Việt Ship 01 bị thương đã không qua khỏi. Thừa Thiên Huế 23 người, tăng 15 người do mất tích đã tìm thấy thi thể, trong đó có 13 thi thể ở tiểu khu 67, hai thi thể của công nhân gặp nạn. Quảng Nam 9 người, Đà Nẵng 3 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắc 1 người, Lâm Đồng 1 người và Con Tum 2 người. Về nhà ở, 649 nhà bị sập đổ hư hỏng, 168 điểm quốc lộ, 33.639 mét đường giao thông địa phương bị sạt lở và hư hỏng. 900 hecta lúa, 5.514 hecta hoa màu bị ngập, vùi lấp. 3.978 hecta thủy sản bị thiệt hại. 445.708 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hoạt lưu bão số 7 cũng gây thiệt hại cho các địa phương miền Bắc. Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ đã làm một người ở trạm tấu mất tích.